40 ca. Tắt chưa cái muối kia đâu, cái muối nào nó bị chua lên đó. Không sao, không bảo đâu. Bỏ lo, bỏ lo, không có gì. Bao ăn là lo gì. 40 ca bao ăn. Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Hôm nay quay trở lại địa chỉ vừa sầu riêng Hiếu Nghĩa, tại địa chỉ là 03 Quỳnh Tiền Lộc nha cô chú. Đó. Ba của Thanh. Tôi sầu riêng U65. Hôm nay chia sẻ đến cho quý cô chú anh chị các bạn. Đó là cái sầu chín quá. Tên của nó là chín quá. Chín quá luôn. Chín quá. Lép hay là chín quá luôn. Cái này thấy cùi có kinh nghiệm luôn rồi. Trời ơi, nhẹ nhàng. Trái sầu riêng 40 ca. Dạ. Vô trong mới sang nha con gái. Vô trong đi con gái, xe. Nó mềm nó mềm. Chín quá mà. Chị, anh đến hỏi sầu riêng kia nè chị. Đó, gái vô trong nè, con gái để xe. Sợ sầu riêng hả? Trời ơi, con gái sợ sầu riêng. À, có ăn được không? Ăn được hả? Trời, có gì đâu. Gái sầu riêng đâu mà, trái cây thôi mà. Trái cây, ẩm thực trái cây thôi kìa. Cái này biết ăn nó ăn ngon lắm chị. Ngon hơn cái riêng xấu á. Ăn này nó béo. Đúng rồi, nó mềm nữa mà nó ngon hơn. Má thích mềm mới ăn được cái này. Dạ, hạt lép nữa. Địa chỉ của chúng ta đó là 03 Quỳnh Tiền Lộc nha cô chú. 415 á, là ở dưới đó là Thanh bán, vợ chồng Thanh bán. Còn 03 Quỳnh Tiền Lộc á, là trên này là ba của Thanh bán nha. Bị gì vậy? Bị đen đen nhóc vậy? Có hột của nó chứ. Có hột lép của nó đó. Hột. Quá. Không chú, dạ, này khéo tay lắm. Vui rồi. Cái đó sầu 6 ri. 6 ri á, ri 6 á. Con gái sợ rồi, con gái. Chú tách cái này tách chuyên nghiệp quá. Dạ, cho nó một
Thấu muối luôn á. Thấu muối. Trời ơi, cái này là thấu muối luôn á. Trời ơi. Quá đã. Con gái ăn sầu mà sợ trái sầu, đúng không con? Đó, cho con lên sống luôn. Ăn trái sầu riêng nhưng mà sợ cái vỏ sầu riêng. À, sợ vỏ sầu riêng. Bác cho con cái túi tiền nha bác. Dạ 184 anh. 184. Hôm nào nói cô ra khui chú đứng tính tiền. Rồi 80 nha, cái này là 80 ca sĩ. Cách đàn đi 6 40 80. Sao chú? Hơn tháng cùi sầu riêng bữa nay thấy sao chú? Thuận tay thêm. Thuận tay nhanh nhẹn hơn đúng không? Dạ. Dạ 60 à. Anh có 60 80. 40 chứ, 40 80. Chú, anh có đồ siêu nhân đồ nhiều quá trời luôn ta. Dạ. Ngon quá trời luôn ta. Mỗi lần anh xuống Ba Thanh anh là anh cứ vô nó quẹo, nó quẹo qua là mẹ phải chở đi mua đồ chơi. Đó. Mình cắt đang rồi tới thời điểm. Ủa chú, sau đấy là sầu gì vậy mà thấy trái lạ như vậy? Không phải. Phải cho ly không? Chú bò à? Đâu, chú bò hả? Ủa bữa nay có chú bò rồi hả? Hôm qua con 60. Sầu riêng đại hạ giá không bao quỳnh quỳnh lọc nha cô chú, ba của Thanh Cui nè, thầy khéo lắm, cái này Cui nhanh hơn Thanh rồi. Nó cũng quạt bát hơn. Rất là nhanh nhẹn nha cô chú. U65 thôi. Bữa nay đủ sức. Gặp bạn à chú? Gặp người quen. Ai biết đâu. Chiến chỗ chưa đâu. Chiến chỗ. Hả? Chiến chỗ chưa đâu. Chưa chưa đâu. Chưa chỗ chưa đâu. Bữa nay vừa
trời đất quỷ thầy chi nó mát bây giờ. Ôi trời ơi. Trời lạnh. Chú như kia đang kia sổ. Mình hai cái này. Rồi được rồi. 70 tới. 200 đi chú. 200 rồi. Dạ. Ờ đưa tiền. Đưa tiền. Bữa nay đột xuất mà nhiều mà chưa đánh lương. Đột xuất rồi đâu. Chú mối quen rồi. Rồi luôn vậy. Cuộc sống Sài Gòn bước vô đây cái ổng chỉ cực cực mà ai. Mình nhớ lại trời đất ơi nó mát mát. Dạ. Con nó không biết luôn lắc. Dạ. Ba Thành thấy không? Thấy Ba Thành bây giờ u số 5 mà tách sầu riêng nhanh không? Quá trời luôn. Còn khỏe lắm. Trời. Còn khỏe lắm. Có đi uống rượu đế nữa mà. Ở dưới miền Tây là từ rượu đế ôm. Ừ, rượu đế ôm. Chú cười. Có chú. Uống rượu đầy đủ luôn. Dạ. Chú khách ngỡ nghe. Dạ. Dạ chưa biết. Dạ. Rồi. Chú vui quá, chú khách tới. Chú khách đang chọn những trái sầu riêng 40k. Đây đường Quỳnh Tiền Lộc này cô chú. Cô chú dễ lắm. Đây là đường đường Lý Văn Bích. Ngay chỗ góc cái ngã tư Thoại Cục Hầu, Lý Văn Bích. Đó là cô chú đi quẹo tới xíu là tới liền. Đó. Cái gà đó, gà ráng vậy nè, gà ráng bô bê veo á. Nhìn xuống là chạy xuống xíu là tới liền. Bao ngon nè. Xanh đi nhân tử đó chị mà. Kiểm tra chất lượng từng mối. Mấy này chị. Trong đây trái này cái đó là sữa hàng đấy. Cơm dao chị. Có mình đang ăn xuống cái nhỏ chứ. Ăn 2 ngày. Không đặt. Nhưng mà trái này là ngon vì cơm nè. Ăn hết hết đâu. Chị lấy cái nhỏ thôi. Đó là 40, 50, 60, 70, 80 tùy giá. Ăn cơm chưa chú? Dạ. Hôm nay quay trở lại vừa sầu riêng thấy Hiếu Nghĩa trên đường 03 Quỳnh Thiền Lộc, nơi ba của Thành khui sầu riêng. Chín quá à. Chín quá. Chào chín quá. Có mua sầu riêng mình.
em chọn rồi cho bé khác cho tôi chọn. Rồi 80. Nhưng mà đảm bảo đã mua rồi mà ăn được chứ. À. Em bao vẫn bao ăn. Vẫn bao ăn, 40 vẫn bao ăn mà. Ồ, trái này ngon đó cô. Dạ, trái này ngon đó. Trái này ngon đó. Trái này là 40 kg. Nhỏ, nó nhỏ. Ba Thanh mà có cô nào xinh xinh là vô khui lâu lắm thì từ giống như Thanh đó. Ồ. Có người ngon quá trời luôn. Bảo đảm là bao ăn. Tám mươi hai ngàn gần một ký, gần một ký, nhưng một ký ruột sau đi. Sáu mươi lăm. Cô không chịu về mà cô cứ nhìn chú nè, cô sầu riêng nè, thấy không? Cô sầu riêng xong rồi đứng nhìn chú, cô sầu riêng. Hết tiền nhỏ rồi, bây giờ còn tiền to. Mm-hmm.